Yo, what's up, khỏe không anh em? Là mình đây, sân ngố của các bạn đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm món gà bắp gỏi nha anh em. Thì nguyên liệu của nó gồm thịt gà. Đây là con gà này được một ký chín nha anh em, gần 2 kg gì đấy. Mình luộc rồi mình cũng sẽ để sẵn anh em, đỡ mất thời gian, ok. Đây là nước cốt chanh nha anh em. Thứ hai là nước cốt chanh. Cái này là nguyên liệu anh em, cái này là nguyên liệu này, nước cốt chanh nha anh em. Mình dắt ra xong mình bỏ hạt, mình cũng làm hết rồi cho anh em đỡ mất thời gian luôn. Ớt này mình cắt ra rồi, còn này là hành tây nha anh em. Thì hành tây thì 1 ký 8 thì mình lấy 2 củ hành tây, 2 củ hành tây thì nó tầm khoảng 5-6 lạng gì đó, nửa ký anh em. Đó, mình cũng thái sẵn rồi cho anh em xem đỡ mất thời gian. Còn bên này thì có hành khô, hành khô thì cái này là hành nhưng mà mình phi lên rồi nha anh em để bỏ vào nó thơm. Cái này thì hành hương, hành củ nhỏ nhỏ nó màu tím tím, hành hương hay còn gọi là hành tím đó anh em cũng biết rồi. Cái này là hành lá, cái này mấy cái nguyên liệu thì để cho nó thơm lên em. Đó, đây thì đặc biệt là phải có rau răm nha anh em, rau răm với ngò rí á. Ngò rí thì cái ngò nó thơm thơm, nói chung là mấy cái gia vị rau màu đó anh em. Đó thì nước mắm, tiêu, bột ngọt, muối, đường mình để sẵn rồi. Còn này đó là cái nồi bự để chi, để mình bỏ cái hỗn hợp này vào, xong rồi mình sẽ gọi là làm gỏi anh em, là nít. Đó, mình giới thiệu sơ qua cho anh em xem. Cái này là bao tay. Để chấm đỡ dơ anh em. Tay mình thì mình rửa sạch rồi, nhưng mình đeo bao tay cho nó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ok, really. Vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì trước tiên mình cho gà vô nha anh em. Đó, gà thì mình xé nát hết trơn rồi. Đó, anh em thấy không? Gà thì luộc xong rồi để nguội rồi anh em xé ra, bắt đầu là xé nhỏ ra nha anh em. Đó, thì sau đó anh em đổ hành tây vào đi, hành tây vào đi. Mình cứ trộn từ từng món một, mình làm 2 củ hành tây nhưng mà củ này loại to nha anh em. Đó, ớt lên này, nói chung là đổ vào đi. Đổ vào anh em nhớ đảo đều. Đó, mình rải đều cho nó thấm gia vị cũng đều á anh em. Nói chung là làm món này nó cũng dễ, quan trọng là tay nghề, đó là luộc gà, làm gà là xong rồi thái hành, mình thái hơi một mỏng tí á anh em. Đây là nước cốt chanh nha anh em. Đó, nước cốt chanh. Này đỡ mất thời gian cho anh em, thì mình đã làm hết từ A đến Z tới người ta rồi. Nói chung là mất cùng khoảng 1 tiếng hồ anh, kể cả làm gà rồi thái vịt, thái chanh rồi rửa hành, thái hành rồi các thứ. Cái kiểu con đà điểu. Còn đây là hành hương hay còn gọi là hành tím anh em. Rồi ngò. Đó anh em thấy không? Để làm một cái video thì hơi bị cực khổ cho anh em xem, nhìn thì nó đơn giản vậy thôi, mất có mấy phút à, nhưng mà nó mất thời gian của mình rất là nhiều nà ní. Đó, còn đây này, rau răm nha anh em. Đó, rau răm với lại ngò rí. Anh em nhớ nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Đó. Mình cho qua đây để anh em dễ nhìn thấy nha. Máy này thì dẹp đi được rồi. Cái hỗn hợp này tầm khoảng 3 ký mấy, gần 4 ký anh em. Đó. Mình bắt đầu xong rồi mình mới cho thêm gia vị. Làm đồ khổng lồ hết trơn ở nhà mình là ăn khổng lồ nên. Thì anh em nói chung là tốt nhất bỏ rau này nè anh em. Anh em canh bỏ rau này để chi? Nó không có, nó không bị lỡ nhưng mình đổ tay nhiều quá mình ăn không được anh em. Đó, cứ đổ ra đây cho mình, thấy không? Mình cũng rải đều để hỗn hợp nó được trộn đều với nhau, không? Mình thấy hơi ít, bởi vì cái hành nó hơi bị hắc á, cho nên anh em cho nhiều tiêu một chút, thì chút xíu có vị chanh vào nữa thì nó lại ấy. Tiếp theo là bột ngọt. Bột ngọt anh canh sau vừa đủ nha, tại vì mình nấu hoài rồi, mình nấu hoài cho nên mình quen tay rồi, mình đổ mình không sợ mặn hoặc là mình không sợ nó ngọt quá anh em. Đó, bột ngọt. Xong cái phần bột ngọt. Đó, tới đường thì mình cho hai cái trộn chung với nhau, tại vì cái này nó màu trắng không có sao anh em nha. Đó. Đường. Rồi anh em cùng cho gia vị sao cho nó đều nha anh em. Đó, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trên ra ngoài luôn anh em. Đó, thì tiếp theo anh em cho nên một ít nước mắm. Nước mắm này để nó làm cho nó thơm nha anh em. Nhà mình thì xài nước mắm Nam Ngư. Đó. Nam Ngư một lần.
Đó, thế anh em cho vừa thôi nha, cho vừa tí xíu còn cho muối để mặn nó, bởi vì muối thì nó tốt hơn nước mắm, biết sao không? Muối thì nó có iốt anh em. Còn nước mắm thì không biết nó có không, chắc là cũng có nhưng mà ít hơn muối. Muối mặn lắm. Đời nó nhạt quá cho nên là cho ít muối vào đó. Giờ thì mình sẽ cho muối anh em. Đó, mình bỏ nhiều đây nha em. Anh em nhớ là cho bỏ ít thôi. Bỏ nhiều quá thì nó sẽ mặn đấy. Đó, anh em cũng để đều ra nha. Và phần cuối cùng đó chính là đảo đều nha anh em. Đó thì cái hỗn hợp này nó sẽ như vậy. Ở đây nó không sáng lắm, chỗ nào sáng sáng anh em xem nha, cho đã nha. Đây đây. Đó. Thì anh em trộn đều lên nha. Gọi mà anh em phải trộn đều. Mình nghe thơm lắm anh em ơi. Đó, trộn xong cái gia vị nó lại thấm đều vô trong cái miếng thịt rồi thấm vào cái hành tây á anh em. Làm món này mà kiểu như là cho mấy bác mấy chú ăn thì thôi đúng ghiền luôn, mình đây mình còn ghiền chẳng là. Đó thì anh em trộn mà lúc nào mà thấy cái hành này nó hơi đổi màu một tí, đó từ màu trắng tinh mà sang màu ngà ngà vàng với lại nó trong trong một chút á thì gia vị nó đúng đó, nó đã thấm rồi nha anh em. Bởi vì giọng mình thì nói hơi nhanh. Anh em nghe nhiều khi không kịp thì anh em nhớ xem lại. Nani. Đó này gọi là gà bắp gỏi. Nói chung là nhìn đã đời lắm anh em. Không. Đó thì có vậy thôi, anh em ráng trộn sao cho nó đều. À, được rồi. Anh em thấy không? Rất là kích thích luôn nha anh em. Để mình thử xem nó có ngon không. Mẹ mình đang nấu một nồi cháo nè ní. Nãy giờ mình không để chỗ nào dơ hết nha anh em đừng nghĩ mình ấy dơ. Máy này nó sạch hết á, rửa hết trơn rồi. Anh thấy đã không? Mình sẽ thử một miếng xem nó vụn vị như thế nào nha anh em. Ăn nó sướng lắm anh em thiệt. Ăn nó sướng cực kỳ đúng không anh em. Anh em tập làm như mình đi, bảo đảm ngon lắm, không chê vào đâu được. Cái gà này là gà nhà mình nuôi đó anh em. Ăn nó không có bở thịt như là ba cái gà công nghiệp, gà nó chất lắm, nó thơm thịt lắm, với là nó dai nó giòn nữa, nó ngon. Nãy ra biển đơn lại rồi thôi là ngon rồi anh em. Mình không thích ăn thịt, mình thử làm miếng da đi. Thôi làm miếng này đây. Này là cái đùi, phần đùi của nó nè anh em. Ngon lắm anh em, tuyệt vời luôn anh em. Này bảo đảm ăn là no luôn anh em, bởi vì cái này tầm khoảng 4 kg anh em ạ. Ăn là no luôn á. Quá đã luôn anh em. Thôi bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong cái clip sau. Nếu anh em muốn là mình làm món gì anh em cứ comment ở phía dưới, mình sẽ làm cho anh em xem. Ok. Cảm ơn anh em đã xem video của mình, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau. Nếu anh em thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới của mình. Bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong các clip sau. Nani.